Hey, mình mai Thọ, mà lớp mình tiếp tục luyện tập phần thêm một chút ha. Mấy buổi đầu thì mình lên mỗi ngày mình cứ luyện một chút ha, nó dần ha. Cô mở lên cái bài thêm trước nào. Rồi các bạn nhìn thấy không? Nghe rõ không? Dạ có ạ. Rồi vậy mình luyện lại một phần một chút phần phiên âm nha. Các bạn thấy để cô gọi nào, bạn đang giơ tay không nhỉ? Steffi. Để cô một lát nhỉ. Rồi. Cho cô hai hàng đầu luôn, ba hàng đầu đi. Phần này nó nhiều lắm. Ba hàng đầu, dạ vâng ạ. Đại học. Đúng, đại học. Đại học. À, đại học. 学习英语日语翻译日语日语 lì yu gian chiu yên chiu gian chiu yên chiu đây yên chiu xin xin nhì à linh quay cái thống chế ha bút chua phát hiện là bút chua Minh Tú nào, Minh Tú cho cô ba hàng dưới nha. Đây nào, khai sử. Bạn Minh Tú rồi. Khai sử. Chị hát đi bị y, mình đọc là ư nha. Khi đọc là gì nhỉ? Chính chư. Chính hư. Đây, chính hư. Chí sư. Chính thinh. Chính sư. 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 Chí. Hẳn nán. Rồi. Hẳn máng. Ừ. Hẳn húng. Rồi. Hẳn thấng. Rồi, hàng dưới ha. Chí chí nào. Hàng dưới luôn nào. Rồi các bạn thấy nha, bạn Yên San nè. Yên San nào, cho cô ba hàng dưới nha. Dạ. Yeah. Cho cô là hẳn lận. À, đây, hẳn lận. Hẳn khở, hẳn khở. À, hẳn khở. Mấy hò. Đây, mấy hò. Sổ biểu. À, sổ biểu. Hẳn đà. Đây, hẳn đà. Quả bà.
啊，我怕。很慢。很慢，对。很饿。嗯。好吗？嗯。小吗？对。老的。啊，老的。少了。啊，少了。啊，我把它音译，还是译成好吗？小吗？老的，少了。那各位发音是hay哈。Rồi còn một ít nữa nào. Bốn hàng này một bạn đọc cho bốn hàng này nha. Còn ai nữa không? Bạn Liễu Hàn nào. Dạ là chua chữ. À chua chữ. Chua chữ. Tua sả. Đấy, tua sả. Tua mơ. À tua mơ. Chính chủ. Đấy, chính chủ. Lẻng khoai. Lẻng khoai. Chán mân. À, chán mân. Mã phan. À, mã phan. Miễn chữ. À, miễn chữ. Tụng mà. Ừ. Lận mà. Trận mà. Nẹ. Noãn hoa. Nọn hua hả? Chắc mình đọc là oan là nọn hua. Quẩy là. Thân tư, cao lên một tí. Ừ. Quẩy là. À, quẩy là. Quẩy là. Quẩy là. Thùng khoai. Thùng khoai. Đây, thùng khoai. Đại phủ. À, đại phủ. Thái, thái độ. À, thái độ hả? Thái độ hả? 好，不错，谢谢你呀。rồi năm hàng cuối cùng nào, bạn nào cô năm hàng cuối cùng nha. Còn bạn nào dưới đây nữa không nhỉ? Ấy ừ, bạn bạn Vân Anh đi, bạn Vân Anh đọc cho cô năm hàng này được không? Mẹ ơi, sao vậy? Bây giờ thì cô gọi bạn khác ha. Bạn Thiếu Hiệp. Sinh trí. Đầu tiên lại nào. Phơi chi. Đây, phơi chi. Sinh chi. À, sinh chi. Cung chín. À, đây, cung chín. Cà phê. À, cà phê. Cà phê là gì nghe quen không? Cà phê. Cà phê sao? Đúng rồi, cà phê đó. Cà phê, cà phê. Tiếp nào. Xin quấn. À, xin quấn, đây. Giao chiếu. À, giao chiếu. Chinh niên. À, chinh niên. Khơ xuế. À, khơ xuế. Căng bỉ. À, căng bỉ. Hay bản. Hay An. Bản. À, đây. Hay bản. Hay bản. Thinh xỉa. À, thinh xỉa. Cung lý. À, cung lý. Hảo. À, xin xin lý. Rồi, hai hàng cuối cùng cho cô. Bạn Quang Minh nha. Quang Minh. Bạn Quang Minh mở mic lên nha. Quang Minh trai mà. Yeah. Rồi, cho cô hai hàng cuối nha. Phan Yi. Phan Yi. Phan Yi. Anh Tân Hoàng Cao một tí. Đây. Phan Yi. Thiên chi. Đây, thiên chi. Thiên chi. Can chin. À, can chin. Cao xin. À, cao xin, đây. Tamen. À, tamen. Siêu sư. S D B E mới đọc là Y nhỉ? Siêu sư. À, siêu sư. Siêu sư. Đông sư. Đây, đông sư, đông sư, đâu có gì ha, đều được hết ha. Tiếp nào. Siêu sư. Thân nhất nè, thân nhất, nghe qua. Siêu. Siêu sư. À, đây, siêu sư. Rồi, thì phim em đã học tới đấy rồi ha, thì mình sẽ ôn lại cái phần từ vựng của bài 1 trước ha. Phần phim em có thấy là mình cũng khá là tốt rồi ha.
đây. Cái phần từ vựng ngoài một hôm trước rồi cô lại ôn lại thôi ha. Đây bài số 1. Cái phần đại từ lớp mình đã nhớ kỹ chưa nhỉ? Cái cuốn sách này không có nhìn rõ ta, để cô phóng to lên một tí ha. Rồi các bạn nhìn rõ không? Nhìn được không? Sách này khó nhìn ha. Rồi chữ đầu tiên của bạn này có một cái từ ví dụ, một câu ví dụ với từ của nào, đặt câu với từ của. Bạn này là câu được nào, bạn này dễ. Rồi bạn Thu Khất, Hà Thu Khất, cho cô một ví dụ với từ của. Tôi là Hà Thu, đúng không? Đây là một cái giới thiệu tên đấy. Bạn nào biết tên tiếng Trung của mình thì có thể giới thiệu luôn nào. 我是何秋, nghĩa là tôi là Hà Thu. Hoặc là như giáo sư là 我是明庄, tôi là Minh Trang, như vậy ha. Rồi từ của mình, bạn nào đặt tên một câu với cô, cho cô với từ của mình nào. Bạn Liễu Hàn nào, cho cô một câu với từ của mình. Đó là 我们软是金子. À, nếu em muốn giới thiệu tên thì em chỉ cần là 我, tôi ha, tôi là 我 này. Rồi 是, 是, tôi là 我是. Rồi mình thêm cái tên vào. Rồi mình đọc lại là tôi là 我 我是软是金子. 软是金子 ha. Thế bây giờ mình đặt câu với từ 我们 thì sao? 我们学生. Một câu hoàn chỉnh là 我们学生. Học sinh chúng tôi là 我们学生. Bây giờ học sinh chúng tôi rất thích học tiếng Hán chẳng hạn. Các mình học cái gì? Tiếng Hán thôi mình học cái nhỉ? 我们是学生. À, 我们 我们是汉语学生. 我们是汉语学生. À, chúng tôi là học sinh tiếng Hán, học sinh lớp tiếng Hán. Được rồi, 我们是汉语学生. Hoặc là 我们是汉语班的学生. Ha. Được ha. Rồi, thứ hai là sư nào. Bạn Minh Tú cho cô một câu ví dụ với từ sư đi. Sư. Lấy một câu ví dụ nào. 我是学生. À, 我是学生. Ngoài từ xuế sân là còn giới thiệu cái học được không? À, đây là thầy tôi thì nói sao? Đây là thầy tôi thì mình nói sao? 我是. Đây là, lớp mình học chưa? Đây là học rồi nè. 我是. À, 这是. 我的老师. 我的老师. Bạn nào mới chọc cái tờ á, chữ của để phản định ngữ thì mình có thể dùng chữ 这是我老师 cũng được ha. 这是我老师 là được ha. 这是我老师. Thì 我老师 là người ta sẽ hiểu là đây là thầy tôi ha. 这是我老师. Vậy 这是我老师. Rồi 学生 nào, từ 学生 nào. Bạn Quang Minh cho con một câu với từ 学生 đi. 这是学生. À, 这是学生 ha. 我是学生. 学生 ân nha. N là một âm. À, 我是学生. 生. 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 我是学生. À, 对, 对, 我是学生. 生. 我是学生. 生. 生. 我是学生. Oh, mà. Rồi, tiếp từ số 4 nào. Tha. Các bạn nhớ thầy tha gì không? Mình có hai chữ tha này. Một cái là tha nam và một cái là tha nữ ha. Tha nam thì trước là bộ nhân, còn tha nữ đằng trước là bộ nữ. Cái bộ nữ này các bạn để không ha? Thường chữ nào mà liên quan đến con gái á, thì nó sẽ có cái bộ này nè, nữ. À, đây là tha nữ nè, đây là tha nam ha. Hôm trước thầy có giảng sơ qua, nếu như mà một trong một nhóm người mà có cả người nam và người nữ á, thì dùng chữ tha nào? Tha minh thì mình dùng họ sẽ dùng chữ tha nào? Dạ, tha nam. Đúng rồi, họ sẽ dùng chữ tha nam ha. Nếu mà một nhóm người gồm có cả nam và nữ thì sẽ dùng chữ tha nam để thay thế ha. Còn nếu mà một nhóm người mà toàn là nữ không thì họ sẽ dùng chữ tha nữ này, tha mân này, đây là tha nữ này. À, tha mân. Còn dùng tha mân này là gồm cả nam và nữ ha. Rồi, đặt cho cô một câu với từ tha nào. Bạn Liễu Hàn. Dạ. Nǐ shì tha xuè sheng ma? À, rồi, nǐ shì tha xuè sheng ma? Nghĩa là gì cả lớp? Nǐ shì tha xuè sheng ma? Bạn có phải là sinh viên không? Bạn có phải là sinh viên của anh ấy không? Chính xác ha. Tha đây là ví dụ mình dùng từ anh ấy đi ha, thầy ấy chẳng hạn, thì ông ấy chẳng hạn ha. Thì tha xuế sân là học sinh của ông ấy. Tha xuế sân là 我学生, học sinh của tôi này. Tha xuế sân là học sinh của ông ấy. Ha.
你学生là học sinh của bạn. Thì bạn đã hỏi là 你是他学生吗? 你是他学生吗? Nghĩa là bạn có phải là học sinh của anh ấy không ha? Của ông ấy không chẳng hạn. Đúng rồi ha, câu rất là hay. Rồi thì tham ân nào, tham ân thì sao? Bạn nào giúp cô với từ tham ân đi. Bạn Hà Thu nào, bạn Hà Thu cho cô với từ tham ân nào. Tham ân đâu sư của tớ phẳng yêu. À, đời, tham ân đâu sư của tớ phẳng yêu. Phẳng yêu là gì cả lớp nhỉ? Phẳng yêu là gì? Bạn bè. Đúng rồi, bạn bè ha. Tham ân đâu sư của tớ phẳng yêu ha. Bọn họ đều là bạn của tôi ha. Đúng rồi ha, một câu rất là hay ha. Rồi, đi đi. Đi đi. Đi đi nào, bạn Steffi. À, 我的家里有两个弟弟. Mình đơn giản thôi. 我有两个弟弟. 对，我有两个弟弟 ha. Thì các bạn hiểu không? 弟弟 đây là em trai nè. 两个. Các bạn thường đọc mới học là ơ là hai phải không? Nhưng mà thực ra trong số chỉ số bao nhiêu người á thì họ chỉ lẻng lẻng cơ là hai người. Lẻng cơ rắn hai người ha. Lẻng cơ ti ti là hai người em trai. Thì chữ cưa đây người ta gọi là lượng từ, giống kiểu như là chỉ người á, một người, hai người, ba người, hai người em trai ha. Lẻng cơ ti ti. Lẻng cơ ti ti. Thế mình sẽ học được cái phần từ vựng thì cô giảng trước ha. Có dầu lẻng cơ ti ti là tôi có hai người em trai ha. Rồi, từ nì mân, nì mân bạn nào cho cô có từ nì mân nào. Đúng rồi, các bạn Dinh Dinh giơ tay được không? Bạn Dinh Dinh cho cô một câu với từ nì mân được không? Nì nì mân nì mân sư nì mân sư. Giờ các bạn có phải là học sinh không cũng được. Nì mân sư. Xuế sản. Xuế xuế sân. À, mình có cái từ âm nha. Đây, à, cô nhắc lại ha. Xuế đúng rồi nè, từ xuế là phát âm đúng rồi nè. Còn chữ sân ha, mình có N, G, mình đọc là ân, ân, sân, sân, xuế sân, ha, xuế sân. Xuế sân. Rồi, khi mình hỏi lại nào. Các bạn có phải là học sinh không? Hỏi lại nào, nguyên câu nào. Nì mân sư xuế sân ma. Rồi, nì mân sư xuế sân ma. Ha, đúng rồi ha. Các bạn có phải là học sinh không? Từ nì mân dễ ha. Ma là câu hỏi rồi. Rồi, lão sư. Có là câu với từ lão sư nào? Bạn Yumi, cho cô một câu với từ lão sư được không? Đâu, bạn Yumi cho cô một câu với từ lão sư được không? Đặt một câu với từ lão sư nào? Ví dụ như là đây là thầy tôi chẳng hạn, đơn giản thôi. Đây là thầy tôi. Thì mình nói sao nhỉ? Thôi bạn bạn Liễu Hàng đi cho cô với từ này đi. Dạ. Chưa sư của tớ lão sư. À, chưa sư của tớ lão sư hoặc là chưa sư của lão sư ha. Chưa sư của lão sư ha. Rất là đơn giản mà ha. Rồi, từ số 9 đến số 10 luôn nha. Số 9 là papa, số 10 là mama. Bạn Mây Mây cho cô một câu có cả hai từ này. Papa, mama. Tôi很爱我爸爸妈妈. À. Rồi bạn Jimmy mới tham gia ha. Rồi, tôi很爱我爸爸妈妈. Tôi rất là yêu ba mẹ tôi ha. Câu rất là hay. Rồi, từ thứ 1 là bạn hữu. Bạn hữu là hồi nãy mình có hỏi rồi, cũng có hỏi rồi ha. Bạn hữu là bạn bè ha. Thế một câu từ bạn hữu nào. Bạn Yên San. Yên San cho cô một câu với từ bạn hữu nè. Thưa cô là Tha sư nì phẳng yêu mà. À, đây Tha sư nì phẳng yêu mà. Có phải bạn của bạn không nữa hả? Nì phẳng yêu. À, bạn của bạn. Các bạn đừng nghe nhầm sang từ nì phẳng yêu nha. Nì phẳng yêu là gì? Chứ nì ha, mình có chứ nì. Phẳng yêu là bạn thế.
Nì là nữ nè. Nì là nữ nè. Thế nì phấn yêu các bạn đánh thành nì phấn yêu nghĩa là gì nhỉ? Thưa cô là bạn gái. Đúng rồi. Thế bạn trai là gì cả lớp biết không? Nam phấn yêu. Rồi, nam phấn yêu nì. Rồi, nán ha. Nì là nữ nè, nán là nam. Ví dụ con nì rắn là con gái đó. Nán rắn là con trai ha. Cô ghi chữ ra cho ha. Đó, nán. Mình con từ nì nè. Nì là nữ nè, nán là nam. Thì con nì, nì phấn dầu là bạn gái và nán phấn dầu là bạn trai. Giờ là họ chỉ cho để chỉ người yêu đó. Ví dụ là ở đây có phải là bạn gái của bạn không? Thì mình nói sao? Đây có phải là bạn gái của bạn không? Thì nói sao? Bạn Lưu Hiên. Là... Chưa sư nỉ nữ phấn dầu mà. Rồi, chưa sư nỉ nữ phấn dầu mà. Đúng rồi ha, chưa sư nỉ nữ phấn dầu. Thì mình hỏi là bạn có bạn gái chưa thì hỏi sao nhỉ? Bạn có bạn gái chưa? Nỉ mấy dầu? Dùng cái dầu hay dầu với ma? Dầu cái gì đó ma hả? Dầu chiến ma có tiền không chẳng hạn. Như là có bạn gái không thì mình hỏi là có bạn gái không? Bạn có bạn gái không chẳng hạn thì nói sao nhỉ? Nỉ dầu. Lên chữ dầu nha. Dầu là có này, mấy dầu là không có. À, đúng rồi, vâng. Ní dầu, ní bấn dầu ma. Ừ, dầu ha, có. Mấy dầu. À. Là không có ha. Và... Đấy. Đúng rồi, ní dầu, ní bấn dầu ma. À, bạn có bạn gái không? Thế giờ hỏi là bạn có bạn trai không là gì nhỉ? Bạn có bạn trai không? Ní dầu. À, nán bấn dầu ma. À, ní dầu nán bấn dầu ma ha. Tức là bạn có người yêu không thì họ đều dùng hai câu này nha. Nhưng mà mình phải xem đối phương là nam hay nữ thì mình biết cách hỏi ha. Thì mình nói là tôi có bạn gái rồi chẳng hạn thì nói sao? Có bạn gái rồi. Có dầu, nữ bấn dầu. À, có dầu, nữ bấn dầu là mình thêm chữ lờ sau chẳng hạn ha. Chứ lo lại làm kiểu như rồi á, mang nghĩa là rồi á. Ví dụ niệm phấn dầu là tôi có bạn gái rồi. Hoặc là nếu mà tôi không có bạn gái hoặc tôi chưa có bạn gái thì mình nói gì nhỉ? Của mấy dầu niệm phấn dầu. Đây, của mấy dầu ha, của mấy dầu niệm phấn dầu ha, của mấy dầu nán phấn dầu ha. Thì học thêm chữ phấn dầu thì cô sẽ mở rộng cho cả lớp một chút như vậy ha. Phấn dầu ha, bạn bè. Rồi, xin chào bạn Lưu Hiên nha. Xin chào lão sư. Rồi, tôi chia chia. Chia chia. Bạn nào nè? Cho cô một câu với từ chị trên nào. À, bạn Ngọc Hà. Ngọc Hà có một câu với từ chị trên được không nè? Không, để cô mời. Nếu không thì để cô mời bạn khác ha. Cái bạn Mây mây nào, mây mây cho cô một câu với từ chia chia. Wo jie jie shi zui piao liang de nu ren. Wo jie jie shi zui piao liang de nu ren. Đây mình có từ nữ nè. Nữ là nữ là con gái không? Nữ ren là người con gái đó. Zui piao liang là gì cả lớp? Có ai nghe có từ qua từ này không? Mặc dù từ này lớp mình chưa học. Đúng rồi, piao liang là xinh đẹp ha. Zui piao liang là xinh đẹp nhất ha. Wo jie jie shi zui piao liang de nu ren. Chị tôi là người con gái xinh đẹp nhất. Là cô gái xinh đẹp nhất ha. Sau đó mình sẽ học cái phần đấy. Rồi, chia chia. Và mình đọc một câu đơn giản hơn như là của chị chia sư lão sư cũng được hay là thầy. Chị tôi là giáo viên chẳng hạn nào. Của chị chia sư lão sư. Một câu đơn giản ha. Rồi, tiếp nào. Đây mình có từ chưa. Chưa là ở đây ha. Nghĩa là chỉ ở nơi gần mình. Ở phía gần mình ha. Chưa sư, đây là ha. Chưa sư, đây là. Bây giờ xa 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 hướng mình thì dùng từ nào nào kia là nào kia là ví dụ mình sẽ giới thiệu là đây là
mẹ tôi còn kia là ba tôi thì mình nói sao? Đây là mẹ tôi còn kia là ba tôi. Của mình chẳng mà xua nè. Bạn liệu bạn Minh Tú nào? Chua su mama na su baba. À mình hiện thủy của vào cho rõ ràng, ví dụ đây là mẹ tôi hả? Chua su của mama. Chua su của mama na su của baba. Đây, chua su của mama hả? Na su của baba. Đó là cách sử dụng qua chữ chưa và chữ na hả? Ngoài ra mình có một cách khác nữa. Hồi nãy mình có từ người hay chỉ người, lẻng cái ti thì mình có từ cửa. Cửa đây là chỉ lượng từ cho người đó. Ý cơ ti thì một em trai nè, ý cơ cửa cửa một người anh trai, hoặc là ý cơ chia chia một người chị gái, hay mình có từ cửa. Bây giờ mình nói là học sinh cũng vậy nha. Ý cơ学生, một người học sinh. Lẻng cơ xuế sân, hai người học sinh hả? San cơ xuế sân, ba người học sinh. Thì cơ là lượng từ của người, thì mình chỉ là các bạn học sinh kia thì họ sẽ là na cơ xuế sân, na cơ xuế sân, bạn học sinh kia, hoặc là các bạn học sinh này, người ta dùng là chơ cơ xuế sân, chơ cơ xuế sân. À, cũng là một cách dùng nha, chơ cơ xuế sân, na cơ xuế sân. Thế thì mình hỏi là, mình nói là các bạn học sinh này là học sinh của tôi chẳng hạn, thì mình nói sao? Các bạn học sinh này là học sinh của tôi. Các bạn học sinh này là học sinh của tôi. Bạn Steffi được không? À cũng được ha. Đây là người này là học sinh của tôi, thì mình lược bỏ cái chữ xế sinh cũng được, hoặc là mình đầy đủ hơn ha. Chữ cờ xế sinh sư của tôi xế sinh. Chữ cờ xế sinh sư của tôi xế sinh. Thì à, các bạn kia không phải là học sinh của tôi, thì nói sao? Nghĩa là các bạn kia không phải là học sinh của tôi ha. Rồi, mình học giống như mình học được papa này, mama này, titi, còn cái gì nữa cả lớp? Cơ cơ, chia chia, mây mây, thì học thêm nữa là dê dê, nài nài. Dê dê là gì nhỉ? Đúng rồi, dê dê là ông nội và nài nài là? Bú sư, nài nài là gì nhỉ? Dạ dạ là ông nội hay nài nài là bà nội. Dạ dạ ông nội hay nài nài bà nội. Thế mình nói là ông nội tôi sức khỏe không có tốt chẳng hạn, thì mình nói sao? Kỳ ha. Bạn Hà Thu nào? Đây là mình thử thôi nha, mình không chắc là đúng đâu. Guo ye ye shen ti bu hao. Bu hao. Đúng rồi đó, nhưng mà phát âm thì hơi chưa chuẩn lắm thôi ha. Guo ye ye shen ti bu hao. Guo ye ye shen ti bu hao. Đúng rồi, bạn dùng cái từ shen ti ha, shen ti là sức khỏe đó. Shen ti nó có hai nghĩa, nhưng mà nghĩa tiếng Nhật là sức khỏe ha, shen ti. Và trong mình hỏi mình có học cái từ là ni hao ma, bạn khỏe không? Nhưng mà cái thể lịch sự hơn nữa là hơn học là họ sẽ hỏi là nì sân khí hào ma, mà sức khỏe của bạn khỏe không á, tốt không á, kiểu vậy hả? Nì sân khí hào ma, nó sẽ lịch sự hơn. Cố ghi chữ sân khí ra ha. Đó, sân khí hay sức khỏe. Hay gọi là nghĩa khác nó là thân thể đó hả? Sân khí sức khỏe. Vì dễ dàng sân khí bù hào. Khi mình ngược lại hay mình hỏi là, mình nói là bà nội tôi sức khỏe rất là tốt, thì nói sao nhỉ? Bà nội tôi sức khỏe rất tốt. Bạn mê mày nào? Wǒ nǎi nǎi shēn qǐ hěn hǎo. Đúng, wǒ nǎi nǎi shēn qǐ hěn hǎo ha. Wǒ nǎi nǎi shēn qǐ hěn hǎo. Nếu cả ông nội bà nội tôi sức khỏe đều rất tốt, thì mình nói là ông nội bà nội tôi sức khỏe đều rất tốt. Wǒ yě yě hě nǎi nǎi shēn qǐ hěn hǎo. À, hoặc là mình dùng thêm từ tâu ha. Wǒ yě yě nǎi nǎi shēn qǐ dǒu hěn hǎo. Mình thêm từ tâu vào ha. Wǒ yě yě nǎi nǎi shēn qǐ dǒu
Hân hậu. Rồi tiếp, từ tiếp theo nào, cưa cửa. Cưa cửa dễ ha. Một ví dụ từ cưa cửa nào. Bạn Thiếu Hiệp, Hồ Thiếu Hiệp cho cô một câu với từ cưa cửa được không? Cưa cửa. Cưa cửa. Khi mình nói là tôi không có anh trai thì mình nói sao? Tôi không có anh trai. Của mấy dầu cơ cửa. À, của mấy dầu. À, của mấy dầu cơ cửa. Của mấy dầu cơ cửa. Đây. Yeah. À, tôi không có anh trai nhưng mà tôi có em trai thì mình nói là của dầu cơ cửa. À, của dầu cơ cửa. Của dầu cơ cửa. Vào. Câu hỏi khác nữa. Tôi không có anh trai. Tôi có em trai. Mình. Của mấy dầu. Cưa. Không có. Đây. Cưa cửa. Của mấy dầu cưa cửa. Của mấy dầu cưa cửa. Tôi có anh trai. Của dầu mấy mày. Mấy mày là em gái rồi. Mấy mày là mượn mượn đó. Em gái rồi. Thế em trai là gì nhỉ? Đệ đó gọi là gì? Chia là chị gái, chia là chị gái. Từ gì nhỉ? Rồi các bạn nhớ không nhỉ? Titi. Đệ đó. Titi em trai. Mình có từ titi em trai ha, đệ. Đây mình có một từ mới ha. Mình có từ chia là chị nè. Chia là chị nè. Em gái là gì nhỉ? Mei. À mei. Thì mình có thể chia chia là mình như thế kiểu Hán Việt là dễ học ha. Chia chia là tỷ tỷ, mấy mày là muội muội. Thì mình có từ chị em hay người ta gọi là tỷ muội ấy, người ta nói sao nhỉ? Chị em mày. Là chị em tốt người ta gọi là gì nhỉ? Chị em tốt. Hảo chị em mày. Chúng tôi là chị em tốt với nhau thì sao? Chúng tôi là chị em tốt chẳng hạn. Chúng tôi là hảo chị em. Thì tương tự như vậy. Nhưng mà cái này nó hơi khác tí là mình có anh trai là cưa cửa. Em trai là tí tí. Nhưng mà trong tiếng Trung là cưa cửa là ca ca đúng không? Tí tí là đệ đúng không? Nhưng mà khi họ nói anh em họ không dùng từ ca đệ, họ dùng từ gì nhỉ? Xung tí. Đúng rồi, người ta dùng từ huynh đệ. Tiếng Trung mình gọi là xung tí. Xung tí. Huynh đệ, nó không dùng từ cưa nữa ha, mà dùng từ mới là từ sung. Huynh ha, tỷ thì giữ nguyên, đệ là giữ nguyên này, còn sung là huynh đó. Sung tỷ ha, huynh đệ. Thế là anh chị em thì người ta đọc đầy đủ là gì nhỉ? Anh chị em là sung tỷ chị mây, sung tỷ chị mây. Là gọi chung luôn á. Ví dụ nó là bạn có anh chị em gì không mà ní dầu sung tỷ chị mây mà, ní dầu sung tỷ chị mây mà. Anh chị em gì không ha? Mình trả lời là của dầu mây mày hả, của dầu chị kia được vậy. Hay thì mình hỏi từng câu là ní dầu cưa cửa mà, ní dầu ti tì mà, ní dầu mây mày mà, ní dầu chè chia mà. Nghe nó nhiều ha, gộp chung lại ní dầu sung ti chè mây mà. Có anh chị em gì không kiểu vậy ha, ní dầu sung ti chè mây mà. Nó chỉ khác một cái từ sung thôi ha. Còn ti tì chè chia với mây mày là nó giữ nguyên đó. Đây từ mây mày ha, bên dưới là từ mây mày nè. Mây mày ha, em gái, muội. Cưa cửa, anh trai ha. Rồi từ số 19. Xie xie, từ này cả lớp học quen rồi ha. Xie xie là cảm ơn ha, cảm ơn. Thế mình cảm ơn người ta trả lời lại sao nhỉ? Thế có nhiều cách trả lời nhưng mà bài 1 thì mình học trước một cách đó là Bú dung xie. Nên chữ xie giống cái này không ha, xie. Xie cảm ơn nè, vui dung là không cần, vui dung xie không cần cảm ơn đâu, kiểu vậy ha. Xie xie ha, vui dung xie. Rồi, mình sang bài khóa nha, bài khóa này nó cũng ngắn lắm à. Hai bạn cho con đọc cho cô đoạn này nào. Đoạn A và B nào. Ai xung phong không nào? Bạn
Harley nào, Harley, bạn mới ha, bạn Kim Hiếu. Harley. Dạ. Harley là ai nha? Nǐ hǎo, nǐ shì xuế sheng ma? Shì, wǒ shì xuế sheng. Ta shì lǎo shì ma? Ta shì lǎo shì. Xiè xiè. Bù yōng xì. Zài jiàn. Zài jiàn. Zài jiàn. Zài jiàn. Hai bạn khác nào? Hai bạn khác nào? Bạn Yin à? Và bạn nãy có thấy nhiều bạn lắm mà ta, đâu hết rồi. Bạn Mây Mây, bạn Yin Yin là A nha, Mây Mây là B nha. Dạ. Ni hao, ni shi xue sheng ma? Shi, wo shi xue sheng. Ta shi lao shi ma? Ta shi lao shi. Xie xie. Bu yong xie. Zai jian. Zai jian. Đoạn này có khó không? Đoạn này dịch được không? Đoạn này dễ mà ha. Một bạn dịch cho cô nào. Bạn bạn Liễu Hà dịch cho cô đoạn này nào. Cô ơi chờ em một tí chứ em chưa thấy được ạ. Mạng yếu à? Anh đau lắm à? Thấy chưa? Chưa thấy cô ơi. Thế bạn Huệ Nguyễn nha. Bạn Huệ Nguyễn dịch cho cô đoạn này được không? Vâng, chào bạn. Bạn là học sinh không? Phải, tôi là học sinh. Bạn là lão sư phải không? Tôi là lão sư, cảm ơn. Không có gì. Không có gì cũng được ha. Quý ông xe có thể là không có gì cũng được nha. Không có cảnh là được. Rồi tiếp nào. Zài jiàn. Là? Tạm biệt. Zài jiàn, tạm biệt ha. Rồi. Tạm bên dưới nào. Và đây có câu đoạn này nào. Kim Hiếu. Và bạn Kim Hiếu là câu đoạn này luôn nha. Dạ. Nǐ hǎo, zhè shì wǒ péng yǒu, tā shì xuè sheng, zhè shì wǒ ma ma shì lǎo shì. Vậy dễ ha. Bạn Hà Thu thì cho câu đoạn được không? Phan Nhi hả? Dạ vâng ạ. Xin chào. Đây là bạn của tôi. Anh ấy là học sinh. Đây là mẹ của tôi. Mẹ của tôi là cô giáo. À, đây. Mẹ mà sư. Cô giáo sư. Các bạn. Hai phút thôi. Các bạn có thể không nhìn đoạn này mà đọc lại được đoạn này không? Không nhìn đoạn này nhưng mà đọc lại được. Thuộc được đoạn này không? Thử nha. Đoạn dưới. Đoạn này thôi à, đoạn ngắn này thôi nào. Các bạn nhìn 2 phút nha. Trong 2 phút rồi cô sẽ lượn đi sang trang khác để các bạn đọc lại thử cho cô nghe ha. Đây cũng là một cách học đó. Vì mình có thêm một đoạn văn ngắn là mình có thể đọc thuộc cái đoạn đấy để mình nhớ được cách dùng từ hoặc dùng câu trong đoạn đấy. Nhớ được cả từ vựng nữa. Cũng rất là hay ha. Mười giờ 41 là cô chuyển trang nha. Các bạn sẽ học thuộc thử ha.
Rồi, hết thời gian ha. Bạn nào nào? Cô chuyển trang đây. Bạn Hồ Thiếu Hiệp trước nào. Ni hào, ta sư của bấng dầu. Ni hào, chưa sư của bấng dầu. Ta sư suế sân. Chưa sư của ma ma. Của ma ma sư lão sư. Ok, rất là dễ ha. Và bạn khác nào? Bạn Huệ Nguyễn nào? Huệ Nguyễn. Ni hào, chưa sư của bấng dầu. Ta sư suế sân. Chưa sư của ma ma. Của ma ma sư lão sư. Rồi, đoạn này rất là ngắn, rất là dễ ha. Rồi, cô cho cả lớp xem một đoạn clip ngắn nha. Đoạn này thì lớp mình có thể nghe hiểu được nè. Nghe thử ha. Nghe thử coi họ đọc thế nào nha. Cái này là cuốn sách, này là cuốn sách cũ rồi. Nhưng mà đoạn clip mình vẫn dùng lại được ha. Looks like you're having a hard time reading on the web. Wait, are you seriously trying to highlight on the screen? Okay, okay, I got you. I have. Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ không? Liner. Rồi, các bạn nghe rõ không? Nghe rõ. Nghe rõ ha. Đây mình có hai cái từ vựng là Mali với lại Taiwei. Taiwei là tên riêng đó, Mali cũng là tên riêng đó. Mình nghe ha. Mali, 你好。你好，大卫。你好吗？我很好。我也很好。Bạn này dễ không? Nghe hiểu hết không? Hiểu ạ. À? Hiểu rồi. Hiểu mà ha, dễ mà ha, rồi tiếp nha. Hi. Bạn này cũng dễ mà ha. Tiếp đoạn tiếp luôn nha. Ni chào. Chứ mình giờ học, mình có học cái từ ni hao là xin chào ha. Thì nên mình học từ mới là ni chào. Ni chào cũng là một cách chào, nhưng mà chào vào buổi sáng. Ni chào, chào buổi sáng đó. Chào là sáng. Ni chào, chào buổi sáng. Mình xin chỉ hậu mà ha. Bạn khỏe không đó ha. Mình xin chỉ hậu mà. Trang lão sư. Trang lão sư. Nhi mình hậu mà. Hồ mình đô hẳn hậu. Mình xin chỉ hậu mà. Yê hẳn hậu. Đoạn này thì sao? Đoạn này có nghe được không? Nghe được hết không? Dù nó hơi nói hơi nhanh một tí nhưng mà nghe được không? Dạ được ạ. Ừ, có cần cô giải thích thêm không? Dễ mà ha. Rồi tiếp nào. Nhi hả? Nhi hả? Nhi công việc mỏng không? Mỏng. Mỏng. Rồi đoạn này là sang phần từ vựng mới rồi ha. Lại bữa sau lớp mình học đến phần này thì cô sẽ chú ý vào lớp xem tiếp nha. Rồi thầy Phan đã vào lớp rồi thì cô sẽ nhường lớp cho cả lớp cho thầy Phan ha. Vậy là lớp mình đã học ôn xong bài số 1 rồi ha. Thank you.
Rồi hẹn gặp lại vào tuần sau nha. Chúng mình sẽ ôn bài tiếp ha. Zai jian. Zai jian. Zai jian. Zai jian. À rồi. Share qua cho thầy. Rồi à, lớp mình có nghe nghe thầy nói không? Có. Dạ có. À, dạ có nghe thầy. Dạ. À rồi. Hôm vừa rồi là mình học hết bao nhiêu rồi ta? Dạ hình như bài 3 à? À mình học tới bài 3 rồi đúng không? Ờ rồi, học bài 3 để thì coi thì. Bài số 3 ha. Xem màn hình. Là mình học hết bài 3 rồi. À bài 3 ha. Ủa xuyên khoa gì học rồi? Học học hết rồi đúng không? Ủa? Dạ bài 3 học xong rồi. Xong rồi luôn. Xong rồi phải không? À, rồi, rồi, rồi. À bài tập làm xong chưa? Bài tập chắc rồi à, lúc đó là mình chỉ học từ vựng thôi và chưa có tập đọc đúng không, phải không? Rồi vậy hôm nay mình sẽ tập đọc lại ha, thử xem coi coi như thế nào ha. Như vậy thì thầy sẽ mời hai bạn sẽ đọc. Rồi ở đây có sẵn là hai bạn nha, Mê Mê và Liễu Hàng vô. Rồi như vậy thì Liễu Hàng à, Mê Mê sẽ là A và Liễu Hàng sẽ là B. À mình sẽ đọc lại cái mẫu ở cái đồng thoại ở trên này ha. Rồi sau khi đọc xong rồi mình sẽ dịch ra. À mình sẽ dịch ra. Được chưa? Rồi. Bây giờ May đọc trước và Liễu Hàng đọc B ha. May đọc A rồi, bắt đầu. Dạ. Ni hao. Ni hao. Ni xue shenme? Wo xue hanyu. Ni xie hanyu ma? Hanzi ma? Wo xue hanzi. 你念可问吗? 我念可问. Đọc sai rồi. 我念可问. 可问吗? 我念可问. 你听什么? 我听音乐. 音乐. 我听音乐. À, rồi. Rồi bây giờ dịch nha. Người nào đọc câu nào người đó dịch câu đấy ha. A dịch A, B dịch B rồi. Yeah. À, xin chào bạn. Dạ, xin chào. Bạn học cái gì? Tôi học tiếng Hán. Bạn có biết chữ Hán không? Tôi có biết chữ Hán. Bạn có đọc sách? Khơ quẩn là gì? Bạn có đọc bài học không? À, bài test tức là bài học á. Dạ. Có đọc bài bạn học. Có học bài text không? Ừ. Tôi có đọc bài text. À, tôi có đọc bài text. Rồi. Bạn đang nghe cái gì? Tôi đang nghe.
Ở đây bạn đừng có dịch là đang, bạn nghe gì? Mi thiên sở mơ, bạn nghe gì? Ha. Rồi, trả lời là gì? Tôi nghe gì? Bạn nghe nhạc. Tôi nghe nhạc. Tại vì mình đừng có dịch chữ đang ở đây ha, người ta chỉ hỏi là bạn nghe gì thì mình nói bạn nghe, tôi nghe gì đó. Còn chữ đang sau này mình học ngữ pháp có chữ đang ha, thì mình lúc đó mình mới dịch. Chẳng hạn như sau này mình sẽ học mì chai thiên sở mơ thì bạn đang nghe gì, của chai thiên nhiên duyên, sau này mình học ha. Còn bây giờ thì mình nói tôi nghe nhạc thôi. Rồi bây giờ bài số 2, bài số 2 thì thầy sẽ kêu một người khác nữa là Yan San có giơ tay nè đúng không? Dạ em đây ạ. Rồi thầy sao? Dạ thầy phóng to lên xíu được không ạ, cho mấy bạn dễ đọc hơn ạ. Phóng to lên ha. Dạ. Ủa phóng to lên nó nhảy ra cái gì vậy? em đọc chưa thầy? Thật sự chờ xíu thầy phóng to lên chứ. Dạ được rồi ha. Rồi 我学汉语，我念课文，我写汉字，我很忙。汉字，我哥哥，我写汉字，我写汉字，我写汉字，汉字，我很忙。我哥哥做作业，我姐姐写圣诗，我弟弟看电视。 我妹妹听音乐，这是我爸爸，这是我妈妈，他们很忙。那是我爷爷，那是我奶奶，他们身体很好。对， như vậy thì mình dịch ra đi ha, dịch ra. Rồi dịch ra em dịch luôn hả thầy? Đúng rồi mình đọc mình dịch mà, dịch luôn. Dạ. Tôi học Hán ngữ. Tôi đọc bài văn. Tôi viết Hán tự. Tôi rất bận. Anh trai của tôi làm bài tập. Chị gái tôi viết từ mới. Em trai tôi xem TV. Em gái tôi nghe nhạc. Đây là ba tôi. Đây là mẹ tôi. Họ đều họ rất bận. Họ rất bận thôi. Đó là dạ. Đó là ông nội tôi. Ông tôi. Kia là bà tôi. Họ sức khỏe của họ rất tốt. Đúng rồi, sức khỏe rất tốt. Rồi luôn thì thầy nói về cái dụ mà chữ hán chữ mà đọc thành hán chữ đó. Nên chữ thứ nhất là ở đây nó có cái phiên âm kèm theo, cho nên khi mình nắm vững phiên âm rồi thì mình sẽ đọc theo phiên âm. Thứ hai là nếu như nó không có phiên âm thì mình cũng không thể nào đọc là chữ hán chữ được, mà mình phải đọc là hán chữ. Lý do là cái chữ đó là chữ tự, và chữ tự đó là phiên âm thanh thứ tư. Nhưng nó chỉ duy nhất có một trường hợp nó đọc là chữ, nó đọc thanh nhẹ, đó là trường hợp là miễn chữ. Là duy nhất có trường hợp đó thôi. Thì ni chao sẽ mà miễn chữ. Còn ngoài ra nó đọc là chữ hết, tất cả đọc là chữ, cho nên là đừng bao giờ đọc chữ đó thành chữ chữ. Hiểu không? Ha. Rồi. Rồi về phần ngữ pháp thì mình không nọ thầy nói rồi ha, nó hết rồi ha. Nó nói chưa ta? Cái này thầy nói chưa? Thôi tôi nói lại đi ha. Tức là đại từ nghi vấn chi sẩm mơ. Thì đại từ nghi vấn sẩm mơ này nó được dùng sau động từ để mà nó tạo ra câu hỏi. Bây giờ nì chua sẩm mơ. Như vậy thì
thì một một câu trần thuật nào đó mà khi có đại từ nghi vấn thì nó sẽ trở thành một câu hỏi. À, ở trước mình học là một câu trần thuật thêm trợ từ ma thì nó cũng là câu hỏi. À, như đó là câu hỏi có trợ từ ma, tức là câu hỏi đó là để gì? Người ta hỏi một cái thông tin nào đó đúng hay là sai thì mình sẽ trả lời đúng hoặc là sai. Còn ở đây là câu hỏi có trợ từ nghi vấn thì người ta hỏi để mà chờ mình trả lời một cái thông tin nào đó. À, hiểu không? À, đây, mi chua sẩm mơ. À, bạn làm gì? Thí dụ mình đó là à, wo, à, wo, wo nian khe wen. À, thí dụ vậy. Hay là wo, wo kan shu. À, tôi đọc sách. À, hay là à, wo, wo xue han yu. Tôi học tiếng Trung Quốc chẳng hạn. À, thì đó là mình trả lời cái câu hỏi, à, trả lời cái thông tin. À, thì như vậy thì khi người ta hỏi thì người ta sẽ cho một câu có đại từ nghi vấn, mình muốn trả lời thì mình chỉ cần mình bỏ cái trợ từ nghi mình bỏ cái đại từ nghi vấn đó đi. À, nếu người ta hỏi thì người ta sẽ có cái đại từ nghi vấn, còn mình trả lời mình bỏ cái đại từ nghi vấn đi, mình đưa cái thông tin vô thì nó sẽ trở thành câu trả lời, đúng không? À, thì cái dạng câu này là như vậy ha. Rồi tiếp theo mình có ở trong cái này nó giải thích gì? À, ở trong này nó giải thích là cái này là mình học thêm thôi để mình biết cái kiến thức thêm thôi. Thì nó nói là gì? Ở Trung Quốc thì có 56 dân tộc ha. Thì tiếng Hán là gì? Là ngôn ngữ của dân tộc Hán. À, và nó cũng là gì? Nó cũng là ngôn ngữ chủ yếu của tiếng Trung Quốc. À, nói chung đây là tiếng phổ thông. Và tiếng Trung Quốc tức là tiếng Hán á, thì nó có rất nhiều phương ngữ. Thì hiện tại mình học á, là mình học tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông Trung Quốc. À, và cái tiếng phổ thông này nó lấy cái giọng Bắc Kinh á, à, để làm cơ sở, à, và nó lấy cái ngữ âm Bắc Kinh làm cái âm chính, cái âm tiêu chuẩn của nó. À, rồi cái đây là cái kiến thức của sơ mình phải biết ha. À, thì ở bên đó thì có 56 dân tộc và tất nhiên là ngôn ngữ của nó hoàn toàn không giống nhau. À, chữ thì một loại chữ nhưng mà cách đọc thì khác nhau. À, cách đọc thì khác nhau, nó khác như ở Việt Nam. Ở Việt Nam của mình nó là cũng là tiếng Việt, tức là tiếng Kinh, tiếng của người Kinh là tiếng phổ thông. Ngoài ra người Thượng người ta sẽ có những cái tiếng khác, và người Thượng thì người dân tộc thiểu số thì có những người không có chữ viết, có những người có chữ viết mà chữ viết nó không có giống tiếng Việt. Nhưng mà ở bên Trung Quốc nó có một cái hay là gì? Chữ của nó đọc, chữ thì giống nhưng đọc thì khác. À, ví dụ như chữ rảnh, mình học là rảnh là người đúng không? À, thì người Quảng Đông người ta cũng cái chữ đó, người ta không đọc là rảnh mà người ta đọc là dạ. Rồi cũng cái chữ đó, người Tiều không đọc là rảnh mà đọc là năng. À, như vậy thì một chữ mà người ta đọc rất là nhiều dân tộc nó đọc khác nhau. À, nhưng mà nói thì khác nhau, nhưng mà chữ thì giống nhau. À, đó thì coi như là nó nói sơ về như vậy ha. Thành ra ví dụ như người Quảng thì người ta kêu chữ ùa là ngọ, ví dụ vậy ha. Còn người Tiều kêu là úa chẳng hạn, nó khác nhau hoàn toàn. À, nhưng mà chữ thì là một chữ thôi. Còn về cái cách đọc, về cái cách nói thì đương nhiên là những người mà nói những thứ tiếng đó thì cái cấu trúc nó cũng khác nhau luôn. À, nó cũng khác nhau. Nhưng mà người ta viết thư thì người ta lại viết theo kiểu của tiếng phổ thông. À, nhưng mà người ta nói thì người ta nói khác. À, thí dụ như người Trung Quốc người ta nói của sen chậu, thì người Quảng Đông người ta nói ngồi chậu xin. Nó ngược lại. À, đây là cái cách nói của người ta như vậy. Rồi
Tại ở trong này nó có phần chú thích vậy thì thầy lưu trị thầy nói để mình biết thôi ha, chứ thật ra thì mình cũng không cần quan tâm gì nhiều. Rồi bây giờ mình sang bài số 4 ha. Sang bài số 4. Rồi, bài số 4 ở đây nó có nó có hai câu hai câu trọng tâm của bài này. Hai câu trọng tâm. Rồi. Bây giờ thầy mời bạn Steffi đọc theo thầy cái này ha. Yeah. Rồi. 我在学校。我买词典。À, rồi, nên ở đây mình có hai câu như vậy ha. 我在学校，我买词典。À. Rồi, Steffi đọc tiếp với thầy phần từ mới ha, từ mới. À. Đại diện cho lớp đọc từ mới. Còn chút tí xíu nữa mình sẽ qua cái phần ngữ âm. À, rồi, giờ đọc nha. Chai. Xue xiao. Xue xiao. Shang tiên. Shang tiên. Chia. Ban công sư. Giáo sư. Chờ. Nà. Mãi. Sử tiện. Sử tiện. Su. Phần chữ. Hoa. Su tiên. Ở chữ. Nữ ở. Như vậy đó là từ vựng ha. Bây giờ thầy mời một bạn đọc lại ha, đọc lại thử xem có vấn đề gì không. Châu Nguyễn đọc lại. Dạ chào thầy. Chai, xuế sao, sang tên, chia, ban công sư, giáo sư, chờ, na. Có cuốn lưỡi nha. Chờ, na. Chờ, na. Đúng rồi. Mãi, chữ tiện, su. Bản chữ hoa, hoa, sư tên, ớt, nữ, đúng rồi. Cái chữ trai có nghĩa là ở đâu đó ha, trai. Trường học là trường học. Sang tiền là cái cửa hàng. Sang tiền là cửa hàng.
cha, cha là nhà, ở đây nhà tức là cái nơi ở của mình ha, cái nơi nơi của mình. Thì tiếng Anh nó dịch tương đương là home mà, đúng rồi ha. Còn sau này mình học nhà mà nhà về vật chất á, phản phản sự á, là thì cái đó nó sẽ tương đương với chữ house, là cái nhà. Ví dụ như nó là của phản sự là nhà của tôi, ha, của mày phản sự tôi mua nhà. Còn cái này là cha, cha là cái nơi ở gia đình, của quỷ cha là tôi về nhà. Cha mà ý nghĩa như vậy ha. Cha thân thứ nhất chứ không phải là thân thứ tư nha. Cha chứ không phải là cha. Rồi. Ban công sư có nghĩa là văn phòng, phòng làm việc là ban công sư. Giáo sư là lớp học. Lớp học, phòng học. Rồi tiếp theo là gì? Chơ là chỗ này. Chỗ này hay là ở đây, chỗ này. Ví dụ như nói là 我在这, tôi ở đây. Ví dụ vậy ha, chơ. Na là chỗ kia. Na là chỗ kia, còn nả là chỗ nào. Câu hỏi ha. Nả. Rồi. Chữ mại là mua. Sử điển là từ điển ha. Từ điển. Su là sách. Bình sư là quyển tập, cuốn vở. Hoa là hoa. Còn hoa thân thứ tư có nghĩa là bức tranh, bức tranh, bức họa. Su tiên là tiệm sách. Ở tử là con trai, và nữ ở là con gái ha. Rồi như vậy thì đó là nghĩa của từ vựng ha. Thì hình như là lớp của mình là in sách từ đây ra đúng không? Cho nên là nó dịch bằng tiếng Anh ha, cái sách này là nó phiên bản tiếng Anh, cho nên là thầy dịch qua tiếng Việt để cho mình nắm được ha. Rồi bây giờ mình nói tới cái có một điểm mà mình có thể chú ý ha trong bài, đó là vận mẫu cuốn lưỡi, vận mẫu cuốn lưỡi ha, hay là người ta còn gọi là vận ơ hóa. Rồi như vậy thì cái vận mẫu cuốn lưỡi này nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện danh từ cũng được, động từ cũng được ha. Nhưng mà thường là ở vùng nào nó xuất hiện này? Ở miền Bắc. Miền Bắc Trung Quốc chuyên môn, đọc chuyên môn có vận ơ hóa này. Ở miền Nam thì không có. Ở miền Nam thì người ta không có, như chẳng hạn như Đài Loan, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây vân vân. Người ta nói tiếng phổ thông người ta ít dùng vận ơ hóa. Ít dùng. Cho nên là cái vận ơ hóa là thường là nó thiên về miền Bắc, mấy cái vùng Bắc Kinh đồ này nọ gì đó thì nó sử dụng. Rồi. Thì mình sẽ có một số vận ơ hóa ở trong bài, trong như sau. Ví dụ như mình nói chữ khoa. Ví dụ như người miền Nam người ta sẽ nói là 我喜欢花, tôi thích hoa. Miền Nam người ta sẽ nói vậy. Người miền Bắc người ta sẽ nói sao? 我喜欢花. Người miền Nam người ta nói 我买花. Người miền Bắc nói 我买花. Tôi có cuốn lưỡi. Hay là hoa, ở đây cũng là có vận ơ hóa. Rồi như vậy thì bây giờ mình cái vận ơ hóa của nó mình sẽ đọc như thế nào? Mình sẽ đọc một số âm có vận ơ hóa ở đây ha. Rồi bây giờ mời tiếp bạn Minh Tú đi, đọc theo thầy ha. Rồi con trỏ rồi đây ha. Rồi đọc theo thầy nha. Ở tử. Cúng lưỡi nha. Ở thổ. Ở thú. Ở thổ. Ở thú. Ở chi. Ở chi. Ở chi.
ở chi? Ơ yê. Ờ, con đọc như vậy thì nó không có vần ở hóa. Con đọc là ơ yê là như vậy, không có vần ở hóa. Ơ yê. Có cũng được. Ơ yê. Ờ tua. Ở tua. Ở tua. Ở tua. Nữ ở. Nữ ở. Đọc không có gì, không có vận khẩu cúng lưỡi. Nữ ở. Nữ ở. À, khi mình phát âm chữ ở ra nhưng mà cái lưỡi mình cuốn lại thì mình có âm ở. À, cuốn lưỡi lại. Ở. Đúng rồi. Nữ ở. Nữ ở. Ừ, rồi. Hoa. 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 Thấy mình Tú đọc không có không thấy hoa. Hoa. Rồi, hoa. 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 Nở. 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 Rồi tiếp. Na. 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 Rồi, chờ. 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 Rồi tiếp nha. Xào hở. Xào hở. Ừ. Ở đây là đúng ra người miền Nam thì người ta sẽ đọc là xào hải, đúng không? Nhưng mà bởi vì ở đây nó có vần ơ hóa ở đây thì khi mình đọc thì mình không thể đọc là xào hải ở được, mà mình sẽ nối từ cái âm A, tức là cái nguyên âm A nối thẳng vô chữ R, cho nên được xào hở ha. Xào hở. Xào hở. 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 Xào hở. Xào hở. Rồi. Xào hoa. Xào hoa. Xào hoa. Xào hoa. Rồi tiếp tục nha. Nở. 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 Chờ. 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 Rồi. Đọc lại cái này nha. Cái này là nếu mà không có chữ R thì mình sẽ đọc là dĩ khoai, đúng không? À, nhưng mà có chữ R mình sẽ đọc sao? Dĩ khoai. Dĩ khoai. Dĩ khoai. Dĩ khoai. Rồi. Cái này. Phiến cao. Phiến cao. Phiến cao. Tính khờ. Tức là nói là khai mở. Khai mở. À, thay vì là khai mở, có chữ R. Khai mở. Khai mở. Chư nở. Chư nở. Chư nở. Chư nở. Chư quả. Chư quả. Chư quả. Chư quả. Choáng tơ. Choáng tơ. Choáng tơ. Choáng tơ. Khó không? À, đọc khó không vậy? Ừ, các bạn có thầy. Ờ, cuốn lưỡi mà à, nhưng mà người miền Bắc người ta đọc vậy đó ha. À, người miền Bắc mà tại vì mình học theo chuẩn của âm Bắc Kinh cho nên mình phải biết ha. Đến lúc người ta đọc mình không nghe được ha. Rồi à, phần ngữ pháp thì nó có đại từ nghi vấn nở. Chữ nở nó diễn tả một cái gì, một cái chỗ nào đó mà mình muốn hỏi ha. Cái gì vậy, nói là mì chay nở, bạn đi đâu, bạn ở đâu? Mì chay nở, bạn ở đâu? Giáo sư chay nở, lớp học ở đâu? Giáo sư chay nở. Ví dụ mình hỏi cái gì đó ở đâu thì mình sử dụng chữ là chay nở. Có ví dụ như mình nói là mình đi đâu, bạn đi đâu? Mì chay nở. Bạn đi đâu, còn bạn ở đâu là đi chai nả, đúng không? Đây, cho nên là điểm ngữ pháp hôm nay thì mình học một cái đại từ nghi vấn là nả. Như vậy thì mình về nhà mình tập đọc lại ha, tập đọc lại hôm nay mình học đây ha.
rồi học kỹ từ vựng ha. Lần sau thì thầy sẽ kêu lên đọc phần đối thoại ha, phần đối thoại, với lại mình sẽ đọc cái phần phần số 1, phần số 2, cái tất cả cái phần mà thay thế ha, phần thay thế ha. Thì cái phần này thầy muốn cho cả lớp mình đọc không dựa vào phiên âm, cho nên mình học từ vựng, mình học thuộc đi dưới nào đi, tới chừng khi mình đọc là mình sẽ nhìn cái chữ này đọc trực tiếp ha. Còn những cái gì nó có phiên âm rồi thì nó dễ hơn ha, nhưng mà những thầy sẽ cho đọc luôn cả những cái này là những cái câu mà thay thế này ha, thì những cái câu này nó không có phiên âm ha. Thì mình đọc này. Còn về cái cách viết ha, thì nếu như ai mà viết không chưa viết vững về nét bút gì đó thì nói với thầy ha. Còn bây giờ thì thấy câu chưa ai có ý kiến gì ha, thì có lẽ là biết hết rồi ha. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa viết chưa vững thì nói cho thầy biết ha. Rồi như vậy hôm nay mình học tới đây ha. Xin chào, dạ cảm ơn thầy và các bạn, em xin phép âm dung nhờ. Rồi.